Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Dương Bảo Ngân, học sinh lớp 10M của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Đến với hội thi phong cách cán bộ đoàn, mình cảm thấy rất vui và may mắn khi được bước tiếp tới vòng bản lĩnh cán bộ đoàn. Mục đích mình tham gia hội thi này là muốn được tìm tòi, học hỏi và đặc biệt là mình muốn được giao lưu cùng với các bạn, các anh chị trong trường để tìm hiểu thêm về trường cũng như là các hoạt động về đoàn. Tạm ngưng lại mỗi khi đợt dịch bùng phát và cả những chuyến du lịch tham quan của chúng ta cũng bị hạn chế phải không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa? Hãy theo chân mình đến với vùng đất có hệ thống phòng thủ đặc biệt nhất của nước ta nhé. Đến đây thì chắc các bạn cũng đã đoán ra vùng đất đó ở đâu rồi nhỉ? Vậy thì hãy cùng mình let's go. Đúng như thế. Hiền Hòa ngày đêm lên xuống. Từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 10 km về hướng Tây Bắc, có một nơi được mệnh danh là thành phố trong lòng đất. Không nơi nào khác, chính là khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, một kỳ quan độc đáo có 102 trên mảnh đất Hòn Ngọc phương Đông này. Địa đạo Củ Chi là một trong những công trình nhân tạo đặc biệt nhất thế giới và cũng là một trong những điểm đến kỳ lạ nhất Đông Nam Á. Vậy, tại sao địa đạo Củ Chi lại kỳ lạ đến thế? Hãy theo chân mình cùng khám phá nhé! Với hệ thống đường hầm dài 250 km, bên trong là thành phố với đầy đủ các công trình như chiến hào, kho cát lương thực, bếp ăn, giếng nước, phòng mở, phòng làm việc, bệnh xá, liên hoàn như mạng nhện đã biến Củ Chi thành căn cứ địa vững chắc cho quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và điểm nhấn làm đặc biệt lên tất cả chỉ có thể là khu tái hiện vùng giải phóng với kiến trúc nhà cửa, cuộc sống, sinh hoạt, chiến đấu của quân và dân Củ Chi trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1972. Đặc biệt, nơi đây được tạo nên bởi chính đôi bàn tay của những người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Ngày nay, địa đạo được xếp vào hàng di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến cùng tham quan, tìm hiểu về lịch sử chiến tranh của quân dân Việt Nam. Ngoài việc tham quan và tìm hiểu lịch sử, du khách có thể trải nghiệm chui hầm địa đạo, bắn súng sơn, bắn súng thể thao quốc phòng và các trò chơi như đua thuyền, bong bóng nước và thưởng thức các món ăn dân dã đến từ các nhà hàng, đặc biệt là khoai mì. Vậy là chuyến tham quan của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.